thân Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình, bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thành Việt. Quý vị, hôm nay, trong tập 710, ngày cuối tuần, thân Việt xin được gửi đến quý vị chủ đề tiếp theo ngày hôm qua, với những thông tin cực kỳ mới. Hàng Ni sẽ làm gì tại tòa phúc thẩm nếu chị Hai bị chích xuất? Thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình... Thanh Việt xin được cái lời kính chúc sức khỏe và mọi điều bình an đến với quý vị trong ngày cuối tuần. À, thưa quý vị, khi mà quý vị xem chương trình ngày hôm qua đó, Thanh Việt có chia làm hai phần. Phần đầu, Thanh Việt nói về những cái lý do mà chị Hai đã gửi cái đơn xin được vắng mặt tại phiên phúc thẩm sự các tay sai của chị. À, những cái được và những cái mất để chị Hai đưa đến cái quyết định là xin vắng mặt phần hai của chương trình thanh viên cũng phân tích không nhiều ngắn gọn đó là nếu mà bên của tòa phúc thẩm họ đồng ý đó quý vị cho chị hai vắng mặt thì dựa vào những cái điểm gì mà họ đồng ý thanh viên có nêu ra cho quý vị một cái điểm duy nhất đối với trường hợp của chị hai đó là chị hai đang thi hành án tại An Phước Bình Dương, cái điều kiện duy nhất mà chị hai có thể không đến phiên tòa mà được hội hội đồng xét xử chấp thuận đó quý vị phải là về bệnh tật, về bệnh tật. À, bệnh tật này có thể là những cái chứng bệnh mà chị hai đã được họ hàng kê khai ra trong cái thời gian mà họ muốn bảo lãnh cho chị hai được tại ngoại, hay là một cái bệnh nào đó mà chị hai vừa mới có có thể là thanh việt nói vui là bị té cây cao su, từ vì trong cái khu vực à, à, an phước đó quý vị có trồng cây cao su rất là nhiều, à, không lẽ chị hai té cây cao su hay sao? À, thưa quý vị, thì à, ngày hôm nay thông tin à, mới nhất à, chưa được kiểm chứng chính xác như thế nào, nhưng thông tin thanh việt nhận được đó là chị hai à, sẽ bị chích xuất và khả năng này rất cao. Thế vì không bảo đảm rằng chị hai sẽ bị chích xuất 100%. À, một, một quý vị, chắc là một quý vị nghe đến cái từ chích xuất này, quý vị nói rằng, Ủa, cái ông này, ông ông, ông, ông lại chế đâu cái danh từ này rồi. Ông, ông này, ông chuyên môn nói chật động từ, danh từ, tính từ là ông nói ông loạn sang ngầu lên đó. Vậy chích xuất là cái gì? Người ta thường hay nói chích xuất là chích xuất camera, lấy ra từ trong cái camera... Uh, đặt ở nhà thì mới chích xuất chứ làm gì có chích xuất cái gì chị hai gì kỳ vậy à, Thưa quý vị thưa quý vị, chích xuất là một cái động từ dành cho một người à, phạm nhân, những quý vị đang thi hành án tại một trại giam, khi mà họ được cơ quan tiến hành tố tụng của một vụ án khác hay là cùng một vụ án mà không liên quan đến họ 100%, thì bên của cơ quan tiến hành tố tụng họ có thể trích xuất cái phạm nhân đó ra khỏi trại giam để phục vụ cho công tác điều tra hoặc là công tác xét xử. Nhưng quý vị, thì trong trường hợp của chị Hai, theo thông tin trên việc nhận được, chưa được kiểm chứng 100% để bảo đảm 100% chuyện đó sẽ xảy ra. Tuy nhiên, cơ hội khá cao là chị Hai sẽ bị từ chối cái lá đơn không có mặt tại phiên tòa sắp đến, mà chị Hai sẽ được đưa ra từ khỏi trại An Phước tức là sẽ bị trích xuất cho quý vị và hội đồng xét xử thuộc tòa án nhân dân tối cao thành phố Hồ Chí Minh sẽ trích xuất chị hai từ An Phước Bình Dương về lại thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho cái phiên tòa đó. À, câu chuyện này sẽ có xảy ra hay không? Thưa quý vị, chúng ta hãy chờ đến ngày 11 tháng 3. Tuy nhiên, cái điều duy nhất mà thân Việt nghĩ rằng cái cơ hội cho hội đồng xét xử không chấp thuận cái đơn đó đó quý vị, đó là họ nghĩ rằng tình trạng mà chị hai đưa ra vì bệnh tật này vì bệnh tật nào đó quý vị nó không đến nỗi là không đi đến được và cái vai trò của chị hai tại phiên tòa này khá lớn để làm gì tại sao gọi là vai trò khá lớn thưa quý vị có thể là vì chị hai um, đang bị bên của hàng ni à bà đinh lan những quý vị À, kháng cáo về cái tiền đền bù hoặc là kháng cáo các cái tội danh khác. Nhưng quý vị, thì cái đó đó chị Hai có một cái vai trò trong đó. À, đúng không quý vị? Rồi, cái trường hợp khác đó quý vị là tòa muốn chị Hai đến để phục vụ cho cái việc à, hỏi đáp ngay tại tòa. Đó, à, liên quan đến cái vai trò của các cái đồng phạm mà ở đó các đồng phạm của chị đã kháng cáo cho rằng cái bản án dành cho họ quá nặng. Họ chỉ là tay sai à làm để lấy tiền nhận chỉ thị của chị Hai mà thôi. Đó là hai cái lý do, nhưng quý vị, à, mà Thanh việc nghĩ ra à, đưa ra cái nguyên nhân là nếu mà hội đồng xét xử không chấp thuận cho chị Hai vắng mặt thì đó chỉ là hai cái nguyên nhân duy nhất. Một, chị Hai còn liên quan đến cái việc kháng cáo về tiền điện bù dành cho nhà báo Hằng Ni và luật và và bà Đinh Lan lý do thứ hai là chị hai phải đến để phục vụ quý vị cho cái việc đối chất à, về cái vai trò của các đồng phạm của chị, các tay sai của chị tại cái phiên tòa à, phúc thẩm này và hai cái điều đó nó sẽ nặng ký hơn với cái chuyện bệnh tật mà chị hai kê khai ra đó thì chúng ta hãy chờ xem câu chuyện sẽ như thế nào phần còn lại của chương trình thân việt muốn xoay quanh cái câu chuyện về nhà báo hằng ni thưa quý vị cách đây khoảng một tuần quý vị thì quý vị đã 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 biết được rằng nhà báo hằng ni đã lãnh thêm 6 à, tháng nữa à, tức là cho cái bản án một năm rưỡi thưa quý vị tức là ở xem 6 tháng nữa trong cái phiên tòa sơ thẩm xét xử cô và nhà và luật sư luật sư sĩ à thì câu hỏi được đặt ra là, là liệu nhà báo Hằng Ni có đến cái phiên tòa phúc thẩm này hay không? Đến để làm gì? Và đến thì có lợi gì? Thì trong chương trình ngày hôm nay Thanh Việt sẽ phân tích hai cái điểm này. Tuy nhiên, trước khi nói về cái điểm này đó, Thanh Việt cũng xin được trả lời một độc giả, à, một khán giả. Họ có nói rằng liệu nhà báo Hằng Ni và luật sư sĩ có à, kháng án hay không? À, thì câu trả lời, cho đến thời điểm hiện tại, nhân quý vị, việc kháng cáo à, tương đối là khá thấp. Thế việc nghĩ rằng nhà báo Hàng Ni sẽ chấp thuận cái 6 tháng ở thêm. Luật sư sĩ vì sức khỏe, nhân quý vị, vì sức khỏe, và phải ở thêm một năm nữa, thì có thể, tuy nhiên khả năng tương đối là khá thấp, là sẽ kháng cáo để uh, xin đến uh, phúc thẩm có một cái bản án nhẹ hơn, giảm được 6 tháng, càng tốt Đó là cái điều mà Thanh Việt à, xin được trả lời cho một vị khán giả có hỏi về khả năng à, nhà báo Hằng Ni và luật sư sĩ có kháng cáo hay không. Bây giờ mình trở lại cái chủ đề ngày hôm nay là về cái phiên phúc thẩm ngày 11 tháng 3 này. À, thưa quý vị, nhà báo Hằng Ni được triệu tập với cái danh nghĩa là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Thông tin của thanh Việt nhận được thì có lẽ là luật sư chính bảo vệ cho nhà báo Hằng Ni tại phiên sơ thẩm à, cô sẽ không đến cái phiên tòa này à, vì cái phiên tòa à, mà cô à, đang theo đó quý vị nó trục chặt về cái um, uh, cái um, nó trục chặt về cái thời điểm nha quý vị à. Um, hiện nay thì um, có thể là luật sư chính của nhà báo Hằng Ni đang có những cái công việc liên quan đến um, cái vụ án mà mọi người đang theo dõi đó là vụ án của bên Vạn uh, Vạn Vạn Thịnh Phát đúng không quý vị vì vậy có khả năng là luật sư chính của uh, nhóm luật sư trong nhà báo Hằng Ni sẽ không có mặt nếu nhà báo Hằng Ni quyết định sẽ đến tại cái phiên tòa phúc thẩm này cái điểm thứ hai cái điểm thứ hai nha quý vị là mặc dù trên báo chí họ có đăng tải là nhà báo Hằng Ni cùng với bà Đinh Lan có kháng cáo về cái quyền lợi của mình, quyền lợi này nó liên quan đến cái vấn đề là chị hai phải đền bù cho họ một số tiền. Thôi Việt thì không nắm được thông tin từ phía bên của bà Đinh Lan, nhưng à, theo thông tin cá nhân của thanh Việt thì cái sự mà liệu nhà báo Hằng Ni đã kháng cáo về cái việc đền bù này hay không? Thì uh, thưa quý vị, câu chuyện là không. Nhà báo Hằng Ni đến cái phiên tòa này, phiên tòa uh, phúc thẩm này đó quý vị, uh, có nhiều lý do. Nhưng trong các cái lý do đó, quý vị, cái lý do chính không phải là việc kháng án về cái quyền lợi, về cái số tiền mà tòa sơ thẩm đã quyết định. Là chị hai phải đền bù. Cho uh, cô. Vấn đề thứ ba. Và vấn đề thứ tư. Và thanh việc sắp trình bày. Sẽ là cái lý do chính yếu. Nhân quý vị. Cái lý do chính yếu. Tại sao mà nhà báo hàng ni. Đã có cái đơn. Kháng cáo. Nhân quý vị. Uh, về. Cái quyền lợi. Của mình. Tại cái phiên tòa sơ thẩm. Thứ nhất. Cô. Chắc chắn. Không đồng ý với cái tội danh 331 dành cho chị Hai. Ngoài tội danh 331 đã từ rất lâu. Nhưng quý vị, à, thân vị phóng sự cũng đã làm rất là nhiều bài. Để nói về cái tội danh của chị Hai. À, nó nằm ở cái khoảng rằng 331 cũng được. Mà nếu 331 thì phải có 155, 156. À, thông thường đó quý vị những vụ án 31 nó liên quan đến những cái vấn đề thứ nhất là có những cái thông tin sai lệch nha quý vị liên quan đến um, các uh, người làm việc cho cơ quan chính phủ có có tổ chức đoàn thể đó nha quý vị thứ hai là nó liên quan đến um, uh, an ninh trật tự xã hội mà an ninh trật tự xã hội này thì chị Hai cũng đã có làm Tức là cái sự hiện diện của chị ta Tại những nơi Trong cái mùa dịch Covid Mà đáng lẽ không được tụ tập Thì đó là về 331 Hoặc là chị Hai Đã có những cái lời lẽ Mà thực sự ra trong cáo trạng Đã hoàn toàn bỏ quên Đó là những cái lời lẽ à, Bình luận Về một số các cái à, Nhân vật Đang giữ những cái chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước từ cấp thành phố cho đến cấp trung ương. Còn 155, 156, đó là hai tội danh mà thực sự những người đã từng viết lá đơn để tố cáo chỉ hai đó quý vị, thì họ đưa 155, 156 rất là nhiều, đó là vu khống và nhục mẹ. Thì chúng ta thấy được các quý vị là trong cái cáo trạng và trong những cái nội dung tại cái phiên tòa sơ thẩm, họ đều xoay quanh cái vấn đề là nhục mẹ và xúc phạm. À, nói dối, nói sai sự thật. À, nhóm quý vị của chị hai. Tuy nhiên trong cái phần kết tội thực sự đó quý vị thì nó lại chạy sang 331. Đó là những điều mà theo việc nghĩ rằng nhà báo hàng Ni sẽ tiếp tục kiên quyết để yêu cầu những quý vị tòa xét lại và thêm tội danh dành cho chị hai đó là cái ý chí của nhà báo hàng đi và thân việc nghĩ rằng đó cũng là ý chí của rất là nhiều quý vị khán giả theo dõi chương trình thị phóng Sự. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu một cái điểm như thế này ở cái thời điểm hiện tại nha quý vị cái việc mà lật lại hồ sơ để bổ sung thêm tội danh thì chắc chắn quý vị nó không thể nào xảy ra ở tại tòa, quý vị đây không phải là một cái tòa án bao công mà có thể là trở lại để kết thêm tội vì ở tòa này nó thiếu tội này thiếu tội nọ để có thể kết thêm tội đó quý vị thì bắt buộc tòa phúc thẩm phải tạm đình chỉ phiên tòa và trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung, nhân quý vị để điều tra bổ sung nhưng mà thưa quý vị trước khi mà để tòa phúc thẩm có thể trả hồ sơ điều tra bổ sung đình chỉ vụ án, đình chỉ phiên tòa, thì cái người mà yêu cầu cái việc mà tòa phải làm công việc đó đó quý vị, thì chắc chắn không phải Hàng Ni. Tại sao? Vì Hàng Ni đó quý vị là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan mà thôi. Hàng Ni đã không được, nha quý vị, à, viện kiểm soát và tòa sơ thẩm à, xem là người bị hại. Vì không là người bị hại nên là cô không có quyền kháng cáo à cái tội danh cái bản án của chị ha. Cái đó là một cái cái kẹt đầu tiên nha quý vị, cái kẹt đầu tiên. Đây là một cái kẹt khá lớn cho những người đã từng viết những lá đơn tố giác tố cáo là họ không có quyền phản đối với cái bản án hay là với cái tội danh À, vì vậy nên là nhà báo hàng ni sẽ phải kẹt ở cái điểm này vì vậy một trong những cái ý chí phải cần được thực hiện trước khi à, muốn thêm tội danh cho chị hai đó quý vị đó là nhà báo hàng ni phải yêu cầu tòa xem lại cái tư cách tham gia tố tụng của cô à, là bị hại chứ không phải là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đây là cái điểm cực kỳ quan trọng nhưng quý vị đôi khi chúng ta à, nhận xét à, sơ sơ ở trên bề mặt và chúng ta quên mất cái bất lợi, à, cái bất lợi không phải là về cái danh xưng danh xưng thì không là cái nghĩa lý gì. Tuy nhiên từ cái danh xưng đó nó mới ra được cái quyền lợi và khi mà mình là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đó quý vị thì mình chỉ chú tâm vào cái quyền lợi của mình mà thôi. Còn mình không có được quyền, những quý vị kháng cáo cái bản án, cái tội danh à, của à, người bị cáo. Đó. Thì vì vậy muốn thực hiện được à, cái điểm 3, đó tức là kết thêm tội với chị hai, đó, thì chắc chắn công việc đầu tiên nhà báo Hằng Ni mong muốn là phải thay đổi cái tư cách tham gia tố tụng của cô về cái vấn đề đó, đó quý vị thì thực sự đây không phải là một cái con đường dễ nuốt. Thành vì phải nói là như vậy. Đây không phải là một con đường dễ nuốt. Đây là một cái việc mà nó giống như là trèo lên một quả núi. Nhưng quý vị, mà là cái người trèo đó quý vị, đó là một ông cụ 90 tới 100 tuổi rồi. Cái việc trèo nó cực kỳ khó khăn. Cái việc mà ông cụ ngồi trên cái ghế để suy nghĩ rằng tôi muốn trèo thì ông cụ nghĩ được. Nhưng khi mà chèo thật sự đó vị thì không chèo nổi. thì đây nó cũng giống như câu chuyện nhà báo Hằng Ni thật sự muốn thay đổi cái uh, uh, tư cách tham gia tố tụng của mình và yêu cầu tòa thay đổi. Tuy nhiên để thực hiện được cái công việc này ở cái thời điểm hiện tại trong một cái phiên tòa như quý vị phúc thẩm mà đã được khẳng định rằng chỉ có dự kiến kéo dài trong một ngày thì thật sự nhưng quý vị thời gian nó quá gấp rút cái vấn đề mà họ sẽ um, nói đến đó quý vị à, trong cái phiên tòa này đó là thứ nhất cô có đồng ý với cái tiền đền bù hay chưa à ngoài, ngoài ra những việc khác chúng tôi không giải quyết rồi câu chuyện thứ hai nữa rằng mà họ sẽ nói tại phiên tòa này đó là các cái bản án dành cho các tay sai của chị hai là đúng chưa có cần phải được giảm hay không? Thôi vì sẽ không nói rằng tăng, nha quý vị sẽ không có trường hợp tăng, chỉ có trường hợp giảm. À, Thôi vì phải nói thẳng là như vậy. Tại sao không có trường hợp tăng? Đáng lẽ là phải tăng chứ? Thưa quý vị, Vì trong phiên tòa này, người ta đã không có bị hại, nhưng quý vị người ta đã không để cho những người có quyền lợi và những người mà viết đơn tố cáo là người bị hại nên là sẽ không có một ai có quyền nào kháng cáo được cái bản án đó và bên viện kiểm sát họ cũng không kháng nghị cái bản án nặng hơn và vì vậy nên là chỉ có một con đường duy nhất là giảm án hay không mà thôi dành cho những tay sai của chị hai và chị hai cũng tương tự trong đó luôn à vì vậy như thân việc trình bày cái công việc đầu tiên và quan trọng nhất cái ý chí quan trọng nhất của nhà báo hằng ni đó đó là gì? Đó là nếu cô muốn thì cô đấu tranh, yêu cầu tòa cho quý vị có thể sửa đổi cái tư cách tham gia tố tụng của cô trong cái phiên tòa xét xử chị Hai vẽ các đồng phạm hay không. Đó là cái công việc đầu tiên. Cái ý chí thứ hai mà thân Việt biết được rằng nhà báo hàng ni rất muốn làm, nhận lời rất muốn làm, đó là việc đưa anh Hai vào tội danh đồng phạm. Đây là cái ý chí đã được thể hiện ngay từ lúc cô bị tạm giam. Cô đã có rất là nhiều đơn gửi ra bên ngoài, gửi đến các cơ quan tiếng Anh tố tục, yêu cầu xem xét cá nhân của anh hai và cái vai trò của anh ta trong năm 2021. Hay nói một cách chính xác, anh ta có tiếp tay, anh ca ta có ủng hộ bằng tinh thần, bằng vật chất cho chị hai hay không để làm được cái công việc này đó quý vị thì thưa quý vị cái lý do đó là anh hai đã không nằm trong cái cáo trạng trong cáo trạng hoàn toàn không nhắc đến anh hai họ chỉ nhắc rằng anh hai đã không có thể hiện nhưng quý vị trong cái video à, trong một video là cái video sau cùng được làm tại khu du lịch của anh ta mà trong đó người phản biện được ví như là những con thú đua, là quý vị vẫn còn nhớ câu chuyện đó và sau khi bên của cơ quan thông tin và truyền thông họ giám định thì họ kết luận rằng không có bằng chứng nào cả và vì vậy anh hai đã không có trong cái danh sách được gọi là bị cáo bị cáo vì những vấn đề như vậy đó quý vị nên quý vị nhớ là trong cái phần kết luận của hội đồng xét xử vòng sơ thẩm, họ có đề nghị cơ quan điều tra và viện kiểm sát xem lại có cần bổ sung thêm những cái thông tin về cái khả năng mà anh hai vi phạm hay không. Thì cho đến giờ phút này, chúng ta vẫn không có cái thông tin nào. Có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là không có trường hợp, không có tài liệu nào được thực hiện bởi Viện Kiểm soát và Cơ quan Điều tra cho rằng chúng tôi đã tìm thêm được bằng chứng để lần này có thể kết tội anh hai. Với những cái vấn đề như vậy đó quý vị, theo thanh việc được biết, trong uh, lý thuyết đó quý vị, thì nó phải là ABCD. Nhưng mà trên thực tiễn đó, đôi khi Viện Kiểm soát và Cơ quan Điều tra sẽ không tiến hành công việc điều tra mở rộng hay là cái lời đề nghị của bên tòa sơ thẩm nếu tòa không có một cái văn bản chính thức mà thật sự tòa đã có một cái văn bản chính thức rồi trả hồ sơ rồi cũng là có cái câu hỏi liên quan về anh, anh, anh hai và cũng đã được viện kiểm soát trả lời chúng tôi không tìm thấy thêm bằng chứng nào để kết tội đồng phạm cho ông này quý nên đây là một cái cuộc đấu tranh gọi là cực kỳ khó khăn đối với nhà báo Hằng Ni một người đang, những quý vị đang ở vào cái giai đoạn sau cùng của việc thi hành án à, cô sẽ không có được cái sự tự do để đi lấy thêm tài liệu những quý vị để cung cấp cho cơ quan điều tra và viện kiểm sát nên đây là một cái chuyện đòi hỏi mà đối với thân việc nó rất cực kỳ khó khăn ngay cả trên mặt lý thuyết. Để cho hội đồng phúc thẩm, xét xử phúc thẩm thay đổi được ý kiến đó quý vị, thì mình phải có một cái gì đó, hồ sơ mới, tài liệu mới. Đúng quý vị? Và chắc chắn hội đồng phúc thẩm cũng sẽ không có thời gian mà để xem xét. Mà muốn xem xét họ sẽ phải tạm đình chỉ cái phiên tòa để bổ sung hồ sơ. Nha quý vị? Và xem xét thêm tình tiết. Tuy nhiên đối với cái chuyện này, đó quý vị, thì cái khả năng xảy ra một lần nữa, thân việc nghĩ rằng khá thấp để kết tội cho anh hai một người không có trong cáo trạng và cũng đã được hội đồng sơ thẩm trả hồ sơ rồi, nhưng quý vị và để cho phúc thẩm có thể thay đổi, đó quý vị, nó sẽ là một cuộc đấu tranh dài ngày, không hề đơn giản, quý vị, không hề đơn giản. cái điểm đặc biệt, đó quý vị một cái điểm đặc biệt mà nãy giờ quý vị nghe thanh việt nói đó quý vị có thể nghĩ rằng ủa không này ông toàn bàn ra không vậy chơi cái gì ông cũng bàn ra cái gì ông cũng nói không được à, thưa quý vị tất cả nó đều dựa vào thực tiễn dựa vào lý thuyết thì quá dễ dàng nha quý vị là có thể chứ không phải không có thể nhưng dựa vào thực tiễn thì cho đến giờ phút này nha quý vị cái cơ hội mà để đưa thêm tội danh cho chị hai cái cơ hội mà có thể đưa anh hai vào tội dân đồng phạm thì khả năng khá thấp, rất là thấp. Tuy nhiên có một cái điểm cộng ở đây, nó giống như là ở cuối cái đường hầm nó có một cái tia sáng, à nó có một cái tia sáng cho những người muốn đấu tranh để bảo vệ cái đẹp, cái tốt à, trên mạng xã hội nói tiếng Việt tại Việt Nam. Đó là trường hợp con chị hai. Thưa quý vị đối với nhà báo hàng ni con chị hai mình phải gọi sao cho cho đúng chị à, quý vị nhỉ đó là kẻ thù của kẻ thù tại sao vậy quý vị Tại sao mình gọi là kẻ thù của kẻ thù nghĩa là con của chị hai đó, là người đã nhận được cái ủy quyền của mẹ mình cung cấp thêm hồ sơ chứng cứ để đưa nhà báo hàng ni và luật sư sĩ từ là một người ở bên ngoài trở thành một bị can, bị cáo và cuối cùng trở thành phạm nhân. Đúng không quý vị? À, đây là mình gọi là đóng ngoặc kẻ thù của nhà báo Hằng Ni và luật sư sĩ. Tuy nhiên, cái người này đó quý vị, cùng với nhà báo Hằng Ni lại có chung một kẻ thù. Đó là anh Hai. Và cả hai đều muốn đưa anh Hai vào cái tội danh là đồng phạm. Đã giúp đỡ về tinh thần và vật chất cho chị Hai thực hiện những cái điều sai đó là theo ý kiến của hai vị này, Thưa quý vị. Một vị thì không có tư cách tham gia tố tụng một cách chính thức, còn ở bên ngoài. Còn một vị có tư cách tham gia tố tụng, không phải là hoàn hảo, à, chỉ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nhưng vẫn có thể tham gia được. À, nhưng quý vị, đó là nhà báo Hằng đi. À, còn một người, à, xin lỗi quý vị, một người đó là. Um, ở bên ngoài nhưng không có tư cách tham gia tố tụng đó là con của chị hai ông Tuấn còn một người nhà báo Hàng Ni thì có tư cách tham gia tố tụng nhưng lại đang thi hành án liệu liệu nhà quý vị nhà báo Hàng Ni có thể bị lợi dụng bởi chính con trai của chị hai hay không người đã cung cấp hồ sơ cho bên cơ quan điều tra để đưa nhà báo Hàng Ni à với cái tội danh 331 chống chị hai hay không đây là một câu hỏi khá thú vị và chúng ta thấy rằng cả hai nhà báo Hằng Ni và, và um, con trai của chị Hai đều có chung một cái kẻ thù đó là anh Hai. Còn lý do tại sao à, con của chị Hai lại không thích anh Hai mà cứ ruột anh Hai như vậy thì Thanh Việt đã có những cái bài nói cách đây um, cũng phải đến cả năm rồi đúng không quý vị về những cái lý do tại sao. Còn nhà báo Hằng Ni thì chúng ta quá rõ, à, chúng ta quá rõ. À, lý do tại sao? Những quý vị, vì cô cho rằng đã bỏ lọt tội phạm. Mà cái tội phạm này là người đã khích lệ tinh thần cho chị hai đánh phá và đã dẫn cô đến cái con đường ngày hôm nay. Đó là những cái điểm mà Thanh Việt muốn chia sẻ với quý vị để chúng ta cùng thấy được à, cái khả năng nhà báo Hằng Ni sẽ đưa ra quyết định gì. Đúng không quý vị? À, thì thưa quý vị, như quý vị thấy đó, điểm 3, điểm 4 và điểm 5. Điểm 3 là gì? Kết thêm tội cho chị hai. Điểm 4, đấu tranh cái vai trò tham gia tự, tham gia phiên tòa, cái tư cách tham gia tố tụng. Và điểm thứ 5, đó là đưa anh hai vào vòng đồng phạm. Ba điểm này đối quý vị, thì thật sự, nhân quý vị, thật sự, nó lại có lẽ là nó không nằm ở cái vị trí quan trọng trong cái phiên tòa sắp đến. Đó là một điều khá là đáng tiếc. Nha quý vị. À, chắc chắn điểm 1, à chắc chắn quý vị, chắc chắn điểm 3, điểm 4 và điểm 5 nó không phải là một cái vấn đề mà hội đồng xét xử thật sự là quan tâm và quyết định phải xử lý. À, thưa quý vị biết là phiên tòa, phiên tòa này dự kiến là chỉ có một ngày. Nha quý vị. Và với bốn cái bay, cái, cái người à, bị cáo đang kháng cáo các bản án. Vì vậy, nó sẽ là một khoảng thời gian tương đối khá dài. Nhưng quý vị có thể lấy hết nguyên một ngày. Vì vậy, thêm những cái việc chi tiết mới vào, thì Thanh Việt nghĩ đây là một cái việc cực kỳ khó khăn. Không có thời gian để giải quyết. Thứ hai, để giải quyết được cái vấn đề này, thì nó cần rất là nhiều sự đấu tranh, tài liệu mới mà Thanh Việt đã trao đổi với quý vị rồi. À, cực kỳ khó khăn đối với những cái vụ án 331. Vậy thì theo quý vị, à, phần câu lại của chương trình Thanh Việt muốn đặt câu hỏi ngược lại dành cho quý vị. Nhà quý vị à, Mong quý vị để lại là bình luận à, và nghĩ gì. Theo quý vị thì nhà báo Hàng Ni có đến không? Thứ nhất, thế quý vị nhà báo hành Ni có đến hay không? À, với những cái khó khăn mà Thanh Việt à, vừa đề xuất à, để trao đổi cùng với quý vị. Còn nếu nhà báo hành Ni không đến à, và cô khả năng là không đến cũng được, vì cô là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan mà thôi. Dạ, à, nhưng quý vị. Nhưng nếu cô không đến, cô có rút cái kháng cáo hay không? Đây là một cái câu chuyện quan trọng, nha quý vị. À, nếu cô không đến. Thì cô có rút cái kháng cáo không Còn nếu mà cô đến đó quý vị Thì chắc chắn là không rút cái kháng cáo rồi Từ vì đến mà rút kháng cáo thì để làm gì Đúng không quý vị à Nếu mà cô không đến Thì khả năng cô sẽ rút cái kháng cáo đó Quý vị nghĩ sao à Nếu mà rút kháng cáo thì cô được gì và mất gì Đúng không quý vị à, Thanh Việt đã trao đổi với quý vị Nhà báo Hằng Ni Là một người à, phụ nữ Rất giỏi à, Tuyệt vời Tuy nhiên cô cũng khá bướng. Thân Việt đã có một bài trao đổi với quý vị là cô thà bị thêm 6 tháng nữa để tranh luận, đấu tranh, giữ cái quan điểm của mình đúng là đúng, sai là sai, rõ ràng. Rõ ràng, không có nhầm lẫn cái chuyện gì cả nha quý vị. Nên là cái chuyện giữ đúng cái quan điểm, giữ đúng cái lập trường, đúng là đúng, sai là sai với hàng ni đó là một chuyện quan trọng với những cái điều đó đó quý vị thì chắc chắn cô không muốn bỏ lọt tội phạm những gì cô đã được trao dồi à, trong lúc mà lấy cái bằng cử nhân luật trong lúc mà tham gia mạng xã hội thì việc mà bỏ lọt tội phạm đó là một điều không thể chấp nhận được những quý vị nên một người luôn luôn muốn giữ quan điểm một người muốn tôn trọng luật pháp không muốn bỏ lọt tội phạm thì liệu cô có đưa ra cái quyết định rút cái kháng cáo và không đến cái phiên tòa ngày 11 tháng 3 hay không? À, việc im lặng kết thúc cái cuộc chơi mà cuộc chơi này là cuộc chơi với hủy. Nhưng quý vị, mà quý vị đã hiểu rồi, chơi với hủy đó quý vị. thì càng gần, càng mang họa, chứ không được cái gì. Vậy thì liệu nhà báo Hằng Ni có đưa lên cái bàn cân Thanh Việt thì nghĩ rằng, những cái vị cá nhân của thành Việt, à, Thanh Việt nghĩ rằng Bảo Hằng Ni một người dù thông minh à, tuyệt vời, nhưng à, với cái bản tính nóng nảy, à, bướng, nên chưa chắc Bảo Hằng Ni sẽ đưa lên bàn cân để xem thử quan điểm đúng sai của mình có còn quan trọng nữa hay không. Hay là im lặng để chờ ngày ra khỏi cái trại giam yeah. bắt đầu lại một cuộc sống mới kết thúc cái cuộc chơi nhưng quý vị không mang lại một lợi ích gì khi chơi với hủy như vậy đối với quý vị nếu quý vị là nhà báo hàng đi thì quý vị nghĩ làm sao nếu là quý vị là nhà báo hàng đi thì quý vị nghĩ làm sao theo cá nhân của thành việt nhưng quý vị thì thanh việt không ở trong cái trường hợp này sẽ không thể nào đại diện cho người phụ nữ tuyệt vời này để cho quý vị một câu trả lời nhưng quý vị là một người ở bên ngoài đứng từ xe quý vị nghĩ nhà báo hằng ni có đến không và nếu không đến thì cô có rút cái kháng cáo hay không thanh việt xin chờ đợi cái câu trả lời trong cái phần bình luận dành cho quý vị và xin hẹn lại quý vị trong chương trình sau i love you all